Dạ vâng, xin kính chào tất cả các bác, cô, chú, anh chị ở chơi audio trên toàn quốc nhá. Rất mong tất cả các bác mới vào cho em Nam xin một like và một đăng ký kênh. Ngày hôm nay em Nam cũng xin giới thiệu đến tất cả các bác một dòng vang cơ lai số đến từ thương hiệu của Ý các bác nhá. Đó chính là dòng vang cơ lai số DMX DK2000. Thì các bác chúng ta đã xem về YouTube cũng như các bác chúng ta chơi sự kiện lâu năm thì cũng không lạ lắm gì cái dòng này. Đối với dòng DMX thì nó chuyên sản xuất này, micro này, vang và loa đẩy cao cấp. Những cái sản phẩm của DMX thì các bác mua là khi mua mới thì rất là đắt tiền. Đấy, và đối với con vang này thì em tri ân cho tất cả các bác chúng ta chơi trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Đặc biệt là các bác lớn tuổi không thể chỉnh được những con vang số, hoặc các bác chúng ta đang sử dụng những con vang cơ mà muốn tiếp cận đến dòng vang cơ lai số này. Thì sau đây em cũng xin hướng dẫn tất cả các bác cách cài đặt cũng như cách sử dụng về con vang DMX DK2000 này. Thì cực kỳ là đơn giản. Các bác chúng ta nhớ xem hết video đừng tu qua nhé. Nếu như các bác chúng ta cảm thấy hợp lý và chất âm của con này thì rất là hay, echo rất là ngọt, dì bọt rất là tốt để các bác chúng ta lựa chọn với cái giá rất là ngon bổ rẻ. Ví dụ các bác khi mua một con vang này về nhà thì các bác chúng ta không biết chỉnh bát tép ở đâu thì các bác có thể nhấn vào cái nút này nhá. Đây là nút music, cái này thì em chưa lau chùi vệ sinh gì các bác nhá. Đây, trong này thì có đầu ngõ vào từ TV xuống các bác này. Đấy, và đây là cân bằng LR nhá. Đấy, con này là chỉnh độ nhanh chậm của nhà. Đấy, các bác chúng ta không đụng vào cái này. Cái này là bát của nhà các bác nhá. Đấy, cái này là chung của nhà và cái này là chép của nhà. Đấy, rất là đơn giản thôi. Đấy, và còn ba lăng nữa này. Đấy, còn rất nhiều cái. Đây là các bác giới hạn cái khống chế của con vang này. Đấy là mức bao nhiêu các bác muốn giảm thấp xuống đều được các bác nhá. Đấy, nó chỉ có thế thôi. Đây là âm lượng, đây là cắt súp các bác, cắt bao nhiêu các bác cắt. Đấy, trước khi đi thì em sẽ chỉnh cho các bác hết. Đấy, rất là đơn giản thôi các bác nhá. Rất nhiều cái chương trình để các bác chúng ta lựa chọn. Đấy, nó chỉ như thế thôi. Một con vang cơ lai số thì nó đơn giản, nó chỉ có mấy cần giải thôi. Ở trong mic các bác nhấn vào, khi nhấn vào mic nhá thì nó cũng có bát tép delay này. Delay tức là nhanh chậm của nhại các bác nhá. Đấy, độ nhại. Đấy, CBX độ lặp lại các bác nhá. Đấy, echo. Đấy, các bác có thể chỉnh echo cao hay thấp là tùy các bác chúng ta lựa chọn trên này. Đấy, dì vọt là tham này. Đấy, dì vọt, âm lượng của dì vọt là bao nhiêu này. Đấy. Đây là bát của mic là bao nhiêu này, chung của mic này và chép của mic. Đấy, nó chỉ có như thế thôi các bác nhá. Đấy, còn đây là chỉnh âm lượng của effect này. Đấy, âm lượng của effect các bác muốn cho bao nhiêu các bác cho. Đấy, và đây cũng có thêm âm lượng của mic nữa này, âm lượng của mic nữa nhá. Đây là âm lượng tổng, âm lượng để các bác chỉnh về nhà chỉnh cái này giúp cho em. Đấy, còn khi các bác chỉnh xong các bác muốn lưu lại thì các bác nhấn vào store. Các bác nhớ là bấm vào store đầu tiên này, cái chữ này này. Đấy là khi mở máy lên thì nó sẽ mặc định nó về cái chế độ các bác cài. Đấy các bác nhá. Đấy, các bác nhấn vào enter giúp cho em. Đấy, như thế này là lưu các bác nhá. Đây store. Đấy, như thế này là đã lưu thành công. Và sau đây em cũng xin phép test qua cái chất âm cho tất cả các bác cùng nghe nhá. Tại sao con này được mệnh danh để các bác chúng ta về lâu về dài rất là bền, ngon bổ rẻ cho tất cả các bác lựa chọn nhá. Echo gì vào đầy đủ. Và con này thì các bác bật tắt chống hú ở đây. Đấy, nó có 3 cấp độ chống hú, tổng cộng là có 3 cấp độ các bác nhá. Đấy, thường thường em để cấp độ 2 cho các bác thôi. Đấy, về nhà các bác chúng ta có thể kiểm tra sát con này rất là đơn giản. Còn các bác nào chưa hiểu thì các bác có thể lên trên mạng gõ cách chỉnh vang DMX DK2000. Rất nhiều YouTube người ta bán cũng là hướng dẫn chỉnh rất là nhiều. Đấy, vì con này là cơ lai số thì các bác chúng ta đang tiếp cận được những dòng vang số thì dần dần các bác quen. Đấy nhá. Ở vang cơ lai số thì sau các bác lên vang số thì sẽ hay hơn như rất là nhiều. Vâng nhá. Tiếng echo của nó ngọt lắm nhá. Ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm đi mừng. Đi một hai đi một hai sáu bảy tám chín. Cái này đấy em chưa chỉnh cái delay và echo và gì vọt đấy, em đang để mặc định ở nhà máy. Tí nữa em sẽ chỉnh cho bác chúng ta ngọt hơn một chút nữa và chất âm nó sẽ đảm bảo với các bác về nhà sử dụng là các bác phê đấy. Tiếng rất là rõ ràng, không bao giờ bị ù xe và trong hú cũng khá là tốt các bác nhé. Đối với dòng này thì em cũng xin phép cho tất cả các bác chúng ta xem qua với cái rụt gan của nó và xin phép báo giá cụ thể cho các bác nhé. Đây là con vang DMX DK2000. Đối với cái dòng vang này thì nó cực kỳ là xịn sò, nó chạy chip một con chip Yamaha của Nhật các bác nhé. Đấy, và chip giải mã của nó là AVKM, tất cả của nó là tụ nhôm các bác nhé, nguồn của nó là nguồn chung. Đấy, bác này nguồn chung. Và các bác chúng ta có thể sử dụng những vùng điện yếu để các bác chúng ta có thể sử dụng thoải mái, không như cái nguồn chuyến các bác nhá. Đấy, nó không lo bị dập hay là vấn đề bị yếu điện, các bác yên tâm đi. Còn tất cả chân của nó bằng đồng mà. Hãng DMX thì thương hiệu của nó rất là lớn và nó sản xuất toàn hàng xịn các bác nhá. Nên các bác an tâm về sử dụng rất là ok. Đấy, và em cho các bác xem qua đằng sau này. Cái hàng này của em Nam thu lại á,
hầu như là gần như mới 99% thôi nhé, không con nào xuất sát đâu, lau chùi qua cái là mới keng. Cái này chạy auto vol mà từ 90V cho đến 240V các bác nhé, đều chạy được cả. Đấy, tức là xịn xò để tất cả các bác chúng ta đáng để chơi nhé. Một con vang như thế này chỉ giá có 950.000 đồng thôi. Các bác đã sở hữu một con vang cơ lai số đến từ thương hiệu Ý DMX DK 2000 các bác nhé. Đấy, và em muốn test lại cho bác này. Đến 1 2 6 7 8 9. Còn gì trong thương nhớ? Đến 1 2. Dạ vâng, em cũng xin kết thúc video ở đây. Nếu như các bác có nhu cầu thì có thể liên hệ với em. 950.000 đã bao độc, bao ship cho các bác này. Đấy, bao ship toàn quốc cho tất cả bác và bao cài đặt cho tất cả bác chúng ta hay về chúng ta sử dụng. Đấy, một con vang đáng để tất cả các bác chúng ta chơi nhá. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác.